không có ai cơ. Bây giờ Kha Ly đang chuẩn bị diễn dở Đoạt Hồn tại sân khấu kịch Hồng Vân. Mọi người đang trước giờ diễn. Lâu lắm rồi Kha Ly mới lên livestream lại. Có rất là nhiều bạn nói là nhớ Kha Ly, không biết ai nhớ Kha Ly. Chào Quốc Sôcôla đắng, chào Hải Nguyễn. Chào Minh Đăng, chào Đức Huy, chào Ngân Lê. Nguyễn Bá Thịnh anh nè hả? Ngàn hả? Không, Nguyễn Bá Thịnh là không? Là ai vậy ta? Hello, Bích Cảnh Giang, khỏe không? Hôm nay chị không có đi chung show với Bích Trân hay thế hệ. Chị đang diễn ở sân khấu kịch Thuần Vân. Chào Yến Nguyễn, chào Diệp Lâm Tiên. Tùng Vi Nguyễn hỏi chị có baby chưa hả? Chưa em ạ. Hello anh Nguyễn, cảm ơn cưng. Bây giờ là chị đang diễn ở sân khấu kịch Hồng Vân ở Đá Độc Hồn nè. Có ai rảnh không? Ai rảnh đi coi kịch tôi đóng đi. Tại vì em phải mới anh tạm gác lại đi. Cổ điện thoại cái thằng bác cô đã mở phòng nào rồi. Cô, chúng ta livestream là kêu gọi mọi người đi coi kịch. Hết 3 giây rồi. Đang ở sân khấu kịch, đang chờ diễn vở kịch. Chào Jenny, chào Trương Tuyền. Chị diễn danh Thanh Duy. Hello Diệp, hello Trần. Cảm ơn bạn Trần nha. Em không xem được hả bé hay bi? Hello Hằng, cảm ơn cưng. Cảm ơn Trương Tuyền nha. Chưa có em bé. Không, đừng mở quạt tóc bay. Duy Nguyễn hả? Ở gần nhà chị là nhà nào kênh? Hello Thanh Vân. Nhi Trần ơi, Facebook của chị bị đầy rồi, cho nên em theo dõi thôi nha. Chào Trúc Mai. Chào Hiền Cindy, chào Ngọc Hằng, chào em Tô Hoàng Yến. Cảm ơn cưng. Chào Sang Nguyễn. Ô Sang Nguyễn khỏe không? Mẹ ơi, thở không chết rồi. Giang ơi, cảm ơn cưng nha. Hả? Mẹ thấy không hả? Hello Thùy Dương, hello Nguyễn. Chào em Nam Kevin. Thảo Trâm nó mới vừa về nhà rồi cưng, nó chưa về. Con chết luôn rồi mẹ ơi. Con chết đâu vợ con luôn rồi. Mọi người khỏe không? giờ này mọi người đang làm gì, có ai rảnh không đến sân khấu coi Kha Ly Nguyễn Cận nha. Trần Đức Duy cảm ơn cưng nha. Ok cưng, khi nào có gì chị sẽ về thành phố Phan Thiết hú cưng. Trời ơi, kêu tôi nhanh nhanh có baby. Moto Suka chị đang mới nhận phim mới, chuẩn bị đi quay phim mới, phim con gái chị Hằng cưng. Nguyệt Nguyễn chào em. Diệp Lâm Tiên. Cảm ơn Hoàng Thu Hương. Trời ơi, giờ này bên đây là buổi tối chị Bích Ngọc Trân ơi. Bên chị là buổi sáng, còn bên em là buổi tối cơ. Hello Nhi Trần. Chào Ngọc Yến. Chào Nhật Bảo. Chào Trần Giang. Đây là bạn Thanh Duy. Bạn ấy cũng đang chuẩn bị diễn. Tại bé Ngọc Yến ơi, chị đang bận rất là nhiều dự án cho nên chị chưa có baby được. Từ từ chị sẽ có baby, khi nào có tin vui sẽ thông báo cho mọi người biết nha. Cảm ơn Quỳnh Mai. Hello Thu Thủy, hello Hoa Đinh. Chị cũng chưa có kế hoạch về Kiên Giang, khi nào có sẽ thông báo. Mai Xin An. Mai Xin An, xin chào Mai Xin An. Chào Vân Anh Liên, chào Hồng Phúc. Hồng Phúc. Cảm ơn chiều Phạm Xuân. Ok Ngọc Hằng, khi nào có tin vui sẽ báo cho em biết nha. Cảm ơn Thùy Trang. Cảm ơn Trúc Mai. Quên thông báo cho mọi người biết là đầu tháng 11 Kha Ly với Thanh Duy sẽ ra mắt một cái MV mới. Lúc đó mọi người đón xem nha, ủng hộ cho Kha Ly nha. Chào Bích Ngân, cảm ơn em. Chào Phương Nguyễn, chào Cẩm Hương. Hello Phạm Trúc. Chào anh Phạm. Cảm ơn Ngọc Yến quan tâm đến chị. Chị cũng tính 1-2 năm nữa đó cưng. Chào Thu Thảo Trần. Cảm ơn Bảo Trang nha. Ok, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Ủa, tại sao lại cái nick Trần Lê Thảo Trâm ta? Vậy là con Thảo Trâm bị mới làm lại Facebook mới phải không Thảo Trâm? Mày đặt đổi Facebook, bây giờ bị mất Facebook, làm lại Facebook mới phải không? Trần Lê Thảo Trâm. Chị khỏe lẫn nhau. Thì cái nick của em chị không biết là tên gì, chị đọc đại. Trần Anh, chị ở quê An Giang. Cảm ơn em nha Thùy Dương. Chào Cẩm Hương. Chào Thảo Trần, Thu Thảo Trần. Cảm ơn Mai Nguyễn, cảm ơn Tiết Nguyễn. Hello Suli Phạm. Suli Phạm khỏe không cưng? Lâu quá không gặp em. Cảm ơn Kim Hạnh Hạnh. Oh, hello bé Mai. Christina Lệ Mai. Chúc mừng cưng nha. Chúc em vừa xanh baby. Con buồn, con xin lỗi cô. Mai ơi, em xin em bé khỏe hả? Alo. À vâng, em gọi anh. Tại bữa nãy giờ em quay phim mà em không có nghe được máy á. Chào Trinh Thị Trúc Nhi. Chào Lưu Ngọc Phương Anh. Em hỏi cuộc thi trong người Ấn Độ nào không có chuyện chi gì nữa đâu. Lại đất là đất của ông bà chứ phải đất của em đâu. Ông Sơn biết phim Gia Du Đà La. Ơi, bây giờ chị đang chuẩn bị diễn kịch cho nên chị ông Thanh là ngứa cho người ta tới mỉa tai không có hát được. Cảm ơn. Hôm bữa chị về Bạc Liêu chơi, đúng rồi, hôm bữa chị có ghé Bạc Liêu. Có đi thăm nhà công tử Bạc Liêu. Nói đi ha, báo em biết nha. Kim Thanh MV mới tên Trộn Kiếp Bình Yên. Cảm ơn Thanh Hoa. Dung Nguyễn hỏi bao nhiêu tuổi hả? Năm nay chị đã 31 tuổi rồi. Sao nghe cái tên thấy sợ chị là sao hả Thu Lê? Sao cười hả bé Su Lý Phạm? Cảm ơn bé Thùy Dương nha. Sao hả cô Trâm? Không Facebook hờ sao? Không hiểu. Thì đó con làm sao là tại vì 3 giờ mình phải học cái đó rồi. 12 giờ cô lên đó. Bây giờ đang chuẩn bị diễn vở Đá Độc Hồn nè. Không biết ở ngoài còn mưa không ta? Chị Cẩm Vân Kim, chị xem em đóng phim ở cây nhà chị rất là vui. Em cảm ơn chị Cẩm Vân Kim nha. Chào Nguyễn Trúc. Trần Đức Duy, em xem phim nào của chị rồi? Alice Lê, chào bạn Vũ Em. Khỏe không? Khỏe không Vũ Em? Dạo này sao rồi Vũ Em? ơi, Thu Lê, chào Hiếu Lê, chào Trúc Phương Phạm. Chị chưa có em bé, sao không biết không Vũ Em? Alex Lê nữa chứ. Bảo Trang Dương ơi, Facebook của chị bây giờ nó cũng đầy rồi em, cho nên chị không có kết bạn được với mọi người được. Nếu mà mọi người muốn theo dõi Facebook của chị thì vô theo dõi nha. Hello Khánh Ngân, không Vũ Em vô duyên nha. Cái vụ xe heo tới giờ còn nhớ nữa. Cảm ơn chị Thủy Doremi. Của anh Mẫn, phải anh Mẫn ở Cà Mau mà. Anh nói với em. Anh Mẫn bắt đầu Lâm Trụ phải không ạ? Cảm ơn em Trang Trần. Chào Yến Nguyễn, chào Quỳ Nguyễn, chào bé Thảo, chào Cát Tường. Cô Vân. Có người thấy cô Vân chưa cô Vân? À, 8 giờ rưỡi chị diễn. 8 giờ rưỡi chị diễn, giờ mới có 8 giờ, còn nửa tiếng nữa. Chào Thủy Tiên, chào Pháp Nguyễn, chào Văn Thiết Kiều. Cảm ơn Hồng Phúc nha. Moto Suka, chị cũng chưa biết nữa, chưa có kế hoạch cụ thể em ơi. Cảm ơn Thu Lê nhiều. Hello chị Hạnh khỏe không? Văn Thúy Kiều hôm nay chị diễn cùng với cô Hồng Vân, diễn viên Thanh Duy, diễn viên Xuân Trang, diễn viên Hoàng Tri, rồi có Trịnh Duy Anh, có Bác Xô, có Phương Anh, với lại có Âu Thành Cát. Chào Sambari Drones, tên của em khó kêu quá. Hello Trà My, chào em Thanh Nguyễn, chào Trang Trần, Ngọc Dung, chào con. Trời ơi, con nghe tưởng con kêu gì tới bằng gì vậy con? Chị đang diễn ở sân khấu Hồng Vân ở trước Phương Phạm.